Messi tỏa sáng, Inter Miami đánh bại đương kim vô địch MLS. Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, Inter Miami giành chiến thắng thuyết phục LAFC 3-1 ngay trên sân của nhà đương kim vô địch MLS. Chuyến làm khách của LAFC được xem là thước đo bản lĩnh của Inter Miami khi Lionel Messi và các đồng đội chạm trán đương kim vô địch giải bóng đá nhà miền Mỹ MLS. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, LAFC nhập cuộc hưởng ứng khí thế. Tuy nhiên, Inter Miami lại có bàn mở tỷ số ở phút 14 sau tình huống có phần may mắn. Facundo Farias mất thăng bằng khi đuổi theo đường trong khe của Thomas Ermiles, nhưng vẫn cố gắng dứt điểm từ góc sút tưởng chừng không nguy hiểm. Dẫu vậy, trái bóng bất ngờ vượt qua tầm tay của thủ môn John McCarthy rồi đi vào lưới LAFC. Sau bàn thua, LAFC liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Inter Miami và tạo ra những cơ hội khá rõ ràng. Tiếc rằng, Carlos Vela và các đồng đội lại tỏ ra kém duyên trước khung thành đội khách. Trong thế trận căng thẳng, Lionel Messi luôn tạo ra khác biệt mỗi lần chạm bóng. Siêu sao người Argentina suýt nhân đôi cách biệt cho Inter Miami ở phút 38. Khi phục với Diego Gomez để thoát khỏi vòng vây của 8 cầu thủ LAFC nhưng không thắng được thủ môn John McCarthy trong pha đối mặt. Sang hiệp 2, đẳng cấp của Lionel Messi đã giúp Inter Miami ghi thêm 2 bàn thắng để nhấn chìm LAFC. Siêu sao người Argentina lập cú đúp kiến tạo Yanba và Leonardo Campana lập công. Phút 51, Lionel Messi bình tĩnh giữ bóng quan sát rồi tung đường trong khe cho Jordi Alba thoát xuống nhân đôi cách biệt. Phút 83, Messi trừng phạt sai lầm của hàng thủ LAFC rồi dọn cỗ cho Leonardo Campana dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Những nỗ lực của LAFC trong trận này để bàn thắng danh dự ở phút 90, Ryan Hollingshead đánh đầu tung lưới Inter Miami sau tình huống đá phạt góc của Carlos Vela. Chung cuộc Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước LAFC. Dẫu vậy, phong độ tệ hại của đội bóng áo hồng trước khi chiêu mộ Lionel Messi khiến họ chỉ đứng áp chót trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 25 điểm. Trong khi đó, LAFC đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng miền Tây MLS với 40 điểm.